大地よ、運命は収束する。大地よ、運命は収束する。大地よ、運命は収束する。無駄よ、これが。 本当に知らないよ。
sau đây thì mình sẽ dịch cho mọi người nghe về cái S-mắt của con Doret này. Thì là cái duyên ngầm là ba con, đó chính là con Hayden, con Isla và con Curry. Thì S-mắt của Doret là tấn công một hàng, một hàng dọc, tức là hàng ba người á, tăng 35% công thủ, tăng 50% kháng sát thương, tăng 25% lực đỡ đòn, nhận cái 20% kháng chí mạng cho bản thân, tương đương với cái tỷ lệ đỡ đòn của bản thân trong vòng 2 lượt. Thì hiệu quả này sẽ không thể bị hóa giải. Giải trạng thái hóa đá cho một đồng minh. Nếu như mà giải trạng thái hóa đá thành công thì bản thân sẽ tăng được thêm 4% tỷ lệ khống chế trong vòng 1 lượt. Gây sát thương thêm bằng 25% máu tối đa lên những mục tiêu bị đánh với tỷ lệ 40% gây hóa đá trong vòng 1 lượt. Sẽ gấp đôi cái sát thương thêm này lên một kẻ địch ngẫu nhiên mà kẻ địch đó đang bị dính CC, và cái tỷ lệ hóa đá lên kẻ địch đó sẽ tăng lên 70%. Nếu như mà không có mục tiêu nào mà đang bị dính CC thì cái hiệu quả mà hóa đá với lại tăng sát thương thêm sẽ gây lên cái kẻ địch mà có cái sức phòng thủ cao nhất. Nếu như bản thân đang bị bảy huyết thì sẽ gây sát thương thêm lên mục tiêu chính bằng 85% tỷ lệ bảy huyết của bản thân, đồng thời sẽ hóa giải cái bảy huyết với cái lượng hóa giải là bằng 5% máu tối đa bản thân cộng cho 5% cái lượng sát thương gây ra. Sẽ kích hoạt những hiệu quả sau dựa theo vào trạng thái của bản thân. Lưu ý là chỉ có một cái hiệu quả được kích hoạt thôi. Nếu như mà đang sở hữu tinh linh đất thì sẽ giảm 60% sát thương trực tiếp mà bản thân gánh chịu trong vòng 2 lượt. Có thể kích hoạt 3 lần và chỉ cái hiệu quả này sẽ chỉ bị tiêu thụ bởi những kẻ địch ở trong trận đấu thôi. Có nghĩa là nói như vậy, có nghĩa là những cái con mà viện trợ tham chiến nó sẽ không được tính. Nếu như mà khiên bị vỡ thì cái lượng sát thương giảm này sẽ tăng lên đến 80%. Nếu như mà máu của bản thân đang lớn hơn 50% sẽ kích hoạt một cái hiệu quả gọi là hy sinh thân mình, tiêu thụ 20% máu hiện tại, đồng thời gây cái lượng tương đương bảy huyết lên bản thân, bỏ qua kháng bảy huyết để hồi 20% khiên. Nếu như mà bản thân đang giữ cái điểm mà triệu hồi á, thì sẽ nhận được một điểm. Khi mà gây hóa đá hoặc là tấn công mục tiêu mà bị hóa đá thì bản thân sẽ nhận được thêm một điểm nữa. Lần đầu tiên khi mà sử dụng tuyệt kỹ thì sẽ nhận được 2 điểm, đồng thời miễn nhiễm hiệu ứng giảm nộ trong vòng 2 lượt. Trong 2 lượt khi bản thân mà bị dính CC, khi bản thân bị tấn công trong lúc đang bị dính CC, hoặc là nếu máu bản thân nhỏ hơn 60% thì ngay lập tức hóa giải trạng thái bất lực bản thân, kể cả hóa đá, phá giáp, thụ động hóa, đồng thời hồi 40% máu tối đa cho bản thân. Hiệu quả hồi máu này có thể được kích hoạt 2 lần mỗi lượt. Thì về cơ bản theo mình thấy là sau khi mà mình dịch kỹ lại cái S-mắt của con Doret này thì nó khá là ngon. Cho nên nếu như mà bạn nào đang build Doret thì là mình vẫn đề nghị là nên nâng S-mắt nha. Tại lúc trước là lúc mà mình chưa có dịch kỹ thì mình cứ nghĩ là nó chỉ là đổi từ đánh một mục tiêu thành đánh một hàng, với lại nó chỉ có tăng thêm một số chỉ số thôi. Nhưng mà sau khi dịch kỹ thì mình thấy là S-mắt Doret này đáng để mà nâng nha. Thì video mình tới đây kết thúc. Nếu mọi người thấy hay và bổ ích thì để lại một comment, một like share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.